Kính thưa quý vị, lãnh đạo Bắc Hàn kiểm tra tàu chiến mới. Hôm nay thì phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã cho chiếu những hình ảnh của ông Kim Chánh Ân đang kiểm tra những tàu chiến. Các bức ảnh được phát sóng bởi đài truyền hình nhà nước KRT cho thấy là ông Kim nhìn xung quanh các tàu chiến, cũng như đi thăm một cơ sở đóng các tàu chiến. KRT cho biết là các chiếc tàu chiến vừa mới được đóng xong và là thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ quân sự. KRT đã không cung cấp ngày và địa điểm của các bức ảnh. Những bức ảnh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi vào hôm thứ Ba, Bình Nhưỡng tuyên bố là đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng có hành động sau khi Hoa Kỳ di chuyển một nhóm tàu, bao gồm một hàng không mẫu hạm vào cảng Nam Hàn. Một phát ngôn viên quân sự của Bắc Hàn đã cảnh báo Hoa Kỳ về những hậu quả thảm khốc của cuộc diễn tập quân sự chung giữa Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hoa Kỳ có 28.500 quân đồn trú tại Nam Hàn, thường xuyên tham gia vào các cuộc tập trận với đồng minh của mình. Quân đội của Bắc Hàn tuy có đến hơn 1 triệu binh lính, nhưng bị đánh giá là lãng hóa, không có khả năng để chiến đấu một trận chiến hiện đại kéo dài. Nhưng Bắc Hàn đã hai lần tấn công bất ngờ miền Nam trong năm 2010, làm 50 người bị thiệt mạng. Cơ quan tình báo của Nam Hàn cho biết là ông Kim Chánh Ân đã ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Miền Bắc dường như cũng đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân cũ của mình và đã tiến hành một cuộc thử nghiệm cho chương trình tên lửa tầm xa.